trái tim anh giá lành. Chỉ cần có em kề bên, xua tan hết muộn phiền và gạt hết đi mọi thứ lo âu. Anh biết rằng con tim anh đã thuộc về em mất rồi. Người bên cạnh anh trong tương lai, không em thì sẽ không ai. Tình yêu của anh chẳng thể nói hết thành lời. Chỉ mong hai ta có thể bên nhau trọn đời. Dù ngày buồn hay mưa rơi, đã có anh đây rồi. Đừng lo về những ngày đơn côi. Vì yêu đằng sau nên vẫn có những giận hờn. Nhưng ta giận nhau cũng là để yêu nhau hơn. Dù một ngày hay bao lâu, chỉ cần còn yêu nhau thì ta sẽ quay về với nhau như lúc ban đầu. Bởi người bên em là anh, nên chẳng phải lo thêm gì. Từ giờ đến muôn đời sau, ta mãi có nhau và nguyện chỉ yêu em mỗi em thôi. Anh biết rằng con tim anh đã thuộc về em mất rồi. Người bên cạnh anh trong tương lai, không em thì sẽ không ai. Tình yêu của anh chẳng thể nói hết thành lời. Chỉ mong hai ta có thể bên nhau trọn đời. Dù ngày buồn hay mưa rơi, đã có anh đây rồi. Đừng lo về những ngày đơn côi. Vì yêu đằng sau nên vẫn có những giận hờn. Nhưng ta giận nhau cũng là để yêu nhau hơn. Dù một ngày hay bao lâu, chỉ cần còn yêu nhau thì ta sẽ quay về với nhau như lúc ban đầu. Anh không biết đã được bao lâu, vẫn yêu em như những ngày đầu. Để từ nay cùng nhau bước đến những chân trời rất xa. Tình yêu của anh chẳng thể nói hết thành lời. Chỉ mong hai ta có thể bên nhau trọn đời. Dù ngày buồn hay mưa rơi, đã có anh đây rồi. Đừng lo về những ngày đơn côi. Ta yêu nhau yêu bấy lâu đậm sâu. Nay anh xin ba má anh mang trầu cau. Rằng xin thưa hôn cưới em làm dâu. Cho hai ta yêu nhau trong mãi có thể. Cho một ngày thật lành anh sang đón em như em nhẹ nhàng. Chờ một ngày thật đẹp chào đón cuộc tương của hai đứa ta. Chờ đợi người trả lời câu yêu nói thương anh khác một hơn. Để người anh yêu em ơi em làm vợ anh nha.
La 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 la
Chúa đã dựng nên con, dựng nên cho con làm người. Hôm nay cho con cùng nàng, hôm nay cho con cùng chàng, nên duyên vợ chồng tình nghĩa sắt son. Chúa đã dạy con biết yêu chân thành, dạy con giao ước chung tình, để cho hôn ước gia đình luôn được thủy chung. Hôm nay đây Chúa dành cho con tay đan tay, xin nói lên lời yêu thương nhau, chăm sóc gia đình, yêu thương nhau sống trong ân tình, và ước nguyện giữ trọn lời Chúa. Chúa đã dựng nên con, dựng nên cho con làm người. Hôm nay cho con cùng nàng, hôm nay cho con cùng chàng, nên duyên vợ chồng tình nghĩa say son. Chúa đã dạy con biết yêu chân thành, dạy con giao ước chung tình, để cho hôn ước gia đình luôn được thủy chung. Có hôn nhân Chúa dạy cho con, vui hay lo luôn biết yêu nàng, khi gian nan luôn biết yêu chàng, yêu thương nhau Chúa ban con hiền và trách nhiệm nuôi dạy đàn con. Chúng con cầu xin nhờ được Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa,
cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Bài chính sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trận đàn được sự bơi nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi công vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đã dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi công vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trận đá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn của Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn làm đến cùng Adam. Adam nói: làm là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, là sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người đàn người nam lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Đeo vòng vàng hoặc những nhất ý của quý giá,
như hay là con người một tâm với đồ trang sức không hư lách với tâm hồn hiền lành và thanh thản, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế nào? Họ tùng chồng mình như bà Sara, đã vậy phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ, chị em là con cái của bà, khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ lẽ ra nào. Cũng thế là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết cách là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng lửa, ân ban sự sống để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em có lòng xót thương và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo, đừng lấy rủa đáp lại nguyện nguyện của những, trái lại chúc lành vì anh em được ngoan ngoãn đến lãnh phúc lành làm giao điệp. Đó là lời Chúa. Trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả muôn loài muôn vật, và ngày cuối cùng trong công trình tạo dựng, ngày thứ sáu, Thiên Chúa dựng nên con người có nam và có nữ. Thiên Chúa đã dựng nên người nam là Adam, và Thánh Kinh tường thuật lại rằng khi Adam đặt tên cho từng loài vật một, sau khi làm công việc mà Thiên Chúa đã trao, Adam trở về với cuộc sống riêng của mình và cảm nhận thấy cô đơn trống vắng. Loài vật nào cũng có đôi có lứa, còn chính Adam thì lại sống một cách đơn côi, nên Adam buồn và ngủ hoài. Các ông các bà cũng bố mẹ con trai không? Con trai mà đã buồn mà đã ngủ buồn như vậy, hỏi xem có cần gì? Các bà chẳng có tâm lý gì cả. Có một bà mẹ viên với con trai mình đã buồn, hỏi con con cơm không? Ừ. Hỏi con có ăn cháo không? Ừ. Hỏi con có ăn thở không? Ừ. Và câu thứ 4, con có lấy vợ không? Biết rồi cần hỏi. Tại vì không tâm lý cho nên là nhiều anh mãi mãi vẫn chưa lấy vợ được. Anh Vũ thì tôi không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà anh Hùng thì cũng đã khá tuổi rồi. Nãy tôi cũng hơi buồn, trước giờ lễ cứ đứng cửa phòng cha xứ nên là Hùng báo Hùng nó lên xin tội đi. Thằng Hùng đâu mà lên xin tội đi, không nhà ai hết. Cha xứ ở trong phòng giật mình, với ai còn mình Hùng thì xin tội. Thế thì khi mà Thiên Chúa dựng nên là Adam, Adam buồn, không có vợ, không có đôi lứa như bồ câu, như là các cái loài súc vật khác. Vì thế mà chỉ lấy ngủ để cho nó giết hết thời gian thôi. Thiên Chúa cảm nhận lấy rằng là phải dựng lên cho Adam một trợ tá. Vì thế mà khi Adam ngủ, Thánh Kinh nói rằng Chúa lấy chiếc xương sườn của Adam mà dựng lên Eva.
Tuy nhiên thì chúng ta là người có đạo, chúng ta không được hiểu theo cái nghĩa đen, là khi chúng ta rút một cái xương sườn của người nam để mà sự biết là em bà là người nữ, các ông thử đưa tay ra đằng sau đến trong cổ có đủ sườn, cái xương sườn không, em mất một cái rồi. Cái cách nói đó là cái cách nói của Thánh Kinh, có nghĩa là Thiên Chúa muốn lấy chiếc xương sườn nó từ lòng ngực, nó gần trái tim để dựng lên người nữ, để rồi Adam phải có một lòng yêu mến bằng một con tim thực sự là yêu mến đối với Eva là vợ của mình. Rồi sau đó khi đã thành tổ hợp vợ chồng thì Chúa phán với Adam, hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và hãy làm chủ nó. Suốt trong cái trình thật của việc sáng tạo, chúng ta chỉ đọc thấy một Adam và một Eva hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống của họ rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên. Tự nhiên, hồn nhiên như một đứa trẻ, nên đâu có cần phải áo quần che thân. Họ cũng cảm thấy chẳng có gì là xấu hổ, bởi vì trong công trình sáng tạo ấy, Thiên Chúa truyền dạy là phải bổ túc cho nhau, luôn hướng về nhau, không có một cái gì gọi là sụp vọng nổi lên để có một cái tư tưởng chiếm đoạt người khác để thỏa mãn cho riêng mình. Mà ngược lại, trong chương trình của Thiên Chúa, người dựng nên Adam và Eva và cuộc sống của các ông bà ấy thật là hồn nhiên, tự nhiên, là bởi vì họ chỉ muốn trao tặng cho nhau trong niềm vui và làm cho nhau hạnh phúc mà thôi. Bà cũng thế, ông cũng vậy, chỉ hướng về một người duy nhất để rồi kiến tạo niềm vui hạnh phúc cho bạn đời. Nhưng khốn thay, tội lỗi đã len vào tư tưởng của Adam và Eva. Họ đã đi ngược lại luật lệ của Thiên Chúa mà hình ảnh là ăn cây trái cấm. Và sau khi trái cấm được đưa cho chồng, dục tình nổi lên, nó không còn cái trật tự ban đầu là hồn nhiên và là tự nhiên nữa, mà dục tình ấy đã tạo ra một cái khoảng cách sợ hãi cho cả ông và bà, để họ giờ đây nhìn vào cái bản chất xác thịt của mình thật là xấu hổ. Thánh Kinh tường thuật lại rằng cả hai xấu hổ thấy mình chân trôi, phải tìm lá làm cố che thân. Nếu trước kia cả Adam và Eva vui mừng vì sự khác biệt, sự dị biệt lẫn trước nhau, tức là người nam thấy người nữ của mình nó khác mình, nó khác cái gì thì không bà biết, nhưng nó vẫn là người giống mình. Nhưng mà giờ đây khi mà tội lỗi đã xâm chiếm vào lòng dạ của họ thì họ chỉ còn cảm thấy ước ao và chiếm đoạt. Trước thì trao ban của lòng yêu mến hạnh phúc, và khi tội lỗi đã len lỏi vào thì không còn dâng hiến và làm cho nó hạnh phúc nữa, mà chỉ quy hướng về mình, làm cho mình hóa mắt mà thôi. Nếu như dục tình mà Thiên Chúa dựng nên để làm niềm vui hạnh phúc cho cuộc sống hôn nhân và duy trì nòi giống, thì giờ đây nó chuyển thành gọi là hướng nội chứ không còn hướng ngoại nữa. Trước khi phạm tội thì hướng về người khác, sau khi tội lỗi thì nó thu hướng về mình để chỉ lo cho cá nhân ích kỷ của mình làm sao thỏa mãn được mà thôi. Từ đó loài người chúng ta
nó đi đến một cái bước khác nữa là chế độ đa thê đa phu nảy sinh từ đó. Phụ nữ không còn gọi là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi nữa, mà phụ nữ là một món hàng qua lại buôn bán. Tình chào đó là đã gieo rắc biết bao nhiêu cái bất hạnh cho định chế hôn nhân gia đình mà Thiên Chúa đã thiết lập ngay từ ban đầu. Đức Kitô đến trần gian này, Ngài cũng phải đối diện với những thắc mắc của các biệt phái về vấn đề đa thê đa phu, gọi là ly dị vợ chồng. Đức Giêsu lại khẳng định lại một lần nữa giáo huấn của Thiên Chúa trong con người bằng cách Chúa Giêsu lặp lại lời trích trong Kinh Thánh Sáng Thế: các ngươi đã chẳng đọc thấy của ban đầu dạy rằng Thiên Chúa đã dựng lên một người nam và một người nữ đó ư? Và Ngài phán: bởi thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình để khăng khít với vợ mình, và cả hai chỉ còn là thân xác mà thôi. Kính thưa anh chị em, khi nhắc lại giáo huấn của Đức Kitô, chúng ta muốn lặp lại một lần nữa khía cạnh nổi bật trong hôn nhân gia đình là duy nhất một vợ một chồng chọn đời chung thủy với nhau. Và đồng thời cũng muốn nhắc nhủ mọi người chúng ta muốn sống hợp với cái nhân tính của mình, tức là nhân tính làm người đó, muốn trở về với sự tinh tuyền ban sơ, họ phải trân trọng phẩm tính đó, trân trọng định luật đó. Chỉ một vợ một chồng mà thôi đều bồng thêm là phản bội tâm. Mơ ước để loại trừ cái định chế hôn nhân ban đầu là tệ bạc đối với Chúa và phản bội đối với nhau. Hôm nay các anh chị đến nhà thờ để cam kết trước mặt Chúa, con giáo hội chứng giám lời cam kết này trước mặt Chúa và Hậu Thánh, các anh chị trở nên vợ chồng với nhau, của nhau và cho nhau. Lát nữa đây, các anh chị sẽ hề hứa một cách rõ ràng trong thánh lễ. Khi được chất vấn, các con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Và cả anh cả chị đều thưa có một cách hùng hồn rõ ràng chưa mặt Chúa và cộng đoàn: thưa Chúa, từ nay tụi con nhất quyết giữ lòng chung thủy với nhau. Hứa với nhau lúc này dễ thôi, bởi vì suốt từ ngày các anh chị gặp nhau, quen nhau và đi đến cái ngày hôm nay là một bước quyết định. Tôi tin rằng là các anh chị gặp toàn những điều tốt lành, tốt lành, được sự vun đắp của đôi bên gia đình. Tôi nghĩ là nhờ ông nghỉ pháo dư tiền nghỉ tháng. Ở phố Lương chúng tôi có dư tiền kỳ này, chị em khá khác ạ. Phố Lương chúng tôi còn có dầu, cái gì, dầu có thật chứ, tên khách lắm. Tôi tin rằng là anh cùng năm nay mới được vợ là mừng lắm, mừng lắm. Thì có cái sự vun đắp của gia đình, các anh chị còn gặp những cái điều tốt lành từ trước đến giờ, ai cũng mong cho nó dưới khỏe rồi. Đời anh Vũ cũng vậy, Ngô Văn Vũ, họ Ngô vậy,
họ mới biết đóng tiền nhà mình. Không biết là lớn nữa làm sao mà ra sáng dậy mà hỏi được vợ lúc hàng tháng mà biết rồi. Đó là lặp lại. Thế những ngày qua là những ngày hạnh phúc mà gọi là toàn là hoa thơm, toàn là điều may mắn, chả có gì là khó khăn cả. Đến xin học cũng rất là dễ, ngay lập tức gửi lên đầm học, học xong xin ra đi nấu tiền ngay lập tức lễ cưới, mong cho đến ngày hôm nay là được dựng lễ cưới. Trên cái thời gian qua là thời gian của toàn là niềm vui hạnh phúc và là hoa hồng, nhưng những ngày tới đây nó sẽ thế nào? Cái này thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng. Những cái gì tốt đẹp thì phải làm cho nó phát triển nhiều hơn nữa, để rồi những ngày thơ ngày đẹp thế này chớ có thành, chớ có trở thành ngày tham hoa thơm, chớ thành hoa héo màu hồng, chớ để thành màu đen. Trong cái cuộc thử lửa này, thử lửa bắt đầu từ ngày hôm nay, khi các anh chị sống chung là bắt đầu thử lửa đó. Những ngày tiếp theo là những ngày bước vào cuộc sống chung. Thì anh chị em sống chung không ạ? Không. Có một số các anh thanh niên, bạn trẻ đi tu cũng đến để hỏi ý kiến của tôi. Thế mà con cũng đi tu chiều bên dòng. Ba đứa thì hai chú cũng đi dòng. Thế bảo đi dòng là hỏi cao, con suy nghĩ đi. Bởi vì đi chiều cũng nên buổi chiều thì học chủ viện thì cũng sống chung với anh em, nhưng mà sau khi ra sườn thì mỗi cha một xứ. Các linh mục dòng thì cứ lần là cứ mãi mãi ở chung với nhau, hỏi các sư lên đến cá cứ chỉ mà xem sống chung với nhau nó có phải là dễ, hy sinh nhiều lắm. Cũng vậy trên đây mỗi anh mỗi chị một nhà, bây giờ về chung sống một nhà, chung sống một nhà, cuộc sống chung bắt đầu từ lúc nào thì chính cái lúc đó cũng là lửa thử mà đó. Bởi vì đã có những cặp vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân chung một mái nhà, có cặp thì vừa được khó khăn thử thách vẫn bền lòng bền chí chung thủy trung thành với nhau. Ở đây là cái cặp của ông cựu chủ bảo đó, người cao là cũng thấy đi dị gì cả, là con đi dị nhiều. Ví dụ như vậy, có những cặp thì cố gắng mà sống chung với nhau để che mắt thiên hạ, nhưng có những cặp thì đã bay xa, chỉ còn là đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Ba cái giải pháp trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì chắc chắn rằng là các anh chị đang ngồi đây cử hành lễ cưới, anh cùng anh Vũ cũng muốn được là mình ở cái vị trí thứ nhất, đó là trong cuộc thử lửa này chúng ta sẽ hiên ngang đứng vững, cũng như bao các thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta đi trước. Tuy nhiên các anh chị cũng phải nhìn vào cái thực tế ngày hôm nay, ở khắp mọi nơi, Phú Lương cũng thế, Bích Trì cũng vậy, Hà Thao cũng chẳng khác. Trong nhiều xứ đạo đã có những cặp vợ chồng ly dị.
xứng đáng để đem lại cái niềm vui hạnh phúc của ngày thành hôn. Để rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, chúng ta giữ mãi được cái niềm vui hạnh phúc của thánh lễ này. Trong gia đình, nếu mà cứ lẫn lộn ông này bà nọ thì con cái và xã hội sẽ đi đến đâu? Chế độ đa thi đa phu đã bị loại bỏ. Khi mà nhìn thấy cái hậu quả của nó thật là kinh khủng. Ngày xưa khi các nhà truyền giáo đến Việt Nam để truyền đạo, các ngài không có nề hà gì khẳng định với nhà cầm quyền cũng như mọi người là phải sống chung thủy với nhau một vợ một chồng. Trên đạo Công giáo khi vào Việt Nam bị người ta ghét bỏ là như thế. Bây giờ một ông vua ông quan năm thê bảy thiếp, một nhà truyền giáo như là thánh John Baptista, chúng ta mới mừng lễ đã mắng đã quở vua Herod, nhà vua không được phép làm như vậy thì cũng thế. Vì Công giáo của chúng ta phải sớm giáo huấn của Chúa. Bước vào cuộc sống hôn nhân này, các anh chị phải nhớ cái điều đó. Cội nguồn của chúng ta là từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sắp đặt cho chúng ta niềm vui hạnh phúc này để chúng ta bước đi trong đường lối của người mà gặt hái được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi vợ chồng. Đừng để cho cái tình trạng ly dị cứ tiếp theo phá vỡ hạnh phúc gia đình, định chế của Thiên Chúa, nhất là làm cho gia đình và những đứa con bị xáo trộn. Và sứ đạo, luật của đạo bị mai một đi. Đặc tính của hôn nhân là thế, là tình yêu và sự dân hiến. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta, nhất là các cặp vợ chồng, chúng ta đang sống một cuộc sống chung thủy với nhau, đã làm nên biết bao điều kỳ diệu và tốt đẹp ở nơi các gia đình cho con cái, thì mong rằng hai cặp anh chị lát nữa sẽ trở thành hai gia đình. Các con hãy sống dưới lòng của Chúa, sống yêu thương, không làm điều gì ngược lại giáo huấn của Chúa. Cầu chúc cho các con xác tin được rằng là nếu thực thi nghiêm chỉnh lời của Chúa, luật lệ của người, thì phần thưởng hạnh phúc dành cho các con sẽ thật là tuyệt vời. Khi đôi bên gia đình thông gia mặn mà với nhau trong suốt hành trình cuộc sống, thì các con biết yêu thương nhau để nâng đỡ nhau, và rồi có những đứa con được sống trong tình yêu thương chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Và rộng khắp hơn nữa là giáo xứ được bình yên vui tươi hạnh phúc để phát triển đời sống đức tin đạo giáo. Amen. Các con rất mừng đến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt tựa các viên của hội thánh và đồng đoàn. Đức Kitô giang lòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con thêm phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy và thánh khiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh tra hỏi các con về ý định của các con. Anh An Tôn Lô Văn Hồng và chị Maria Cao Phi Trinh, anh An Tôn Lô Văn Vũ và chị Teresa Phạm Thị Cao. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân,
sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Thưa có. Thưa có. Các con đã sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chúng sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Thưa có. Thưa có. Vậy vậy các con đã quyết định thiết lập mở ra bước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh hai tôi muốn phụ nhân em Teresa Matica là bạn của anh. Là vợ của anh và người sẽ làm giữ lòng trung thủy. Khi thì vợ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm và yêu thương, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Em Teresa Phạm Thị Nga nhận anh Antonio vào bước làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn đi sự ơn phần các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn tổ phúc lành của Ngài xin các con sự gì Thiên Chúa kết hợp mọi người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này và các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Teresa Patica xin em nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Xin chào con. Anh Antonio Văn Vũ xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em với anh cha và con và thánh thần. Xin dòng bà có dòng bao đây để chúc mừng. Thank you.
hoan dâng lên Chúa, xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa định lại nói cho cả hai điều này là muốn cho con vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ lời cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca tụng Chúa và không ngừng tôn hô rằng: bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đời. Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt. Yeah.
Đấy, chúng ta cố gắng làm sao là con cái của mình lấy vợ hay lấy chồng có đạo. Nếu mà bên kia không là người Công giáo thì cố gắng làm sao cho nó phải đạo nhé. Giống như là con của anh Hải vừa rồi có thể đấy, chứ không bỏ đạo tiếc lắm. Khi bỏ đi lấy chồng lấy dân sống sống và nghĩ là mình chẳng có đạo gì, không biết là cái gì chẳng thương. Ngày xưa bố có bảo theo bố đi làm thợ xây ở ngoài Việt Nam này, Việt Nam nó gần trong bảy hả, nó là quen à, ngày xưa chắc ông kia cũng cho cháu đi theo lang thang vào cái làng trong bảy hả, đúng nhất gặp đầu đúng nhất, Ê Hùng đi sửa máy điều hòa cho ông Dương. Trong gia đình
thắp hương trọn tình, xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình sống thanh cao gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đời. Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.